180 Thất lễ sắc mật ca. Dịch: Quỷ bệnh dịch. Kệ: Phi tinh tấn khải chí kiên lao, thiện tắc các tường ác thọ báo. Ôn dịch lưu hành truyền nhiễm bệnh, kim can trí kiếm trảm ma yêu. Nghĩa là: Dũng mãnh tinh tấn chí kiên cố, thiện thiệt các tường ác thọ báo. Ôn dịch lưu hành truyền nhiễm bệnh, kiếm trí kim can chém yêu ma. Giảng giải: Dũng mãnh tinh tấn chí kiên cố. Dũng mãnh tinh tấn không sợ gì hết, chí cũng rất kiên cố. Thiện thì các tường ác thọ báo. Nếu bạn dũng mãnh tinh tấn làm việc thiện thì sẽ cắt tường, nếu việc ác tinh tấn thì sẽ gặp quả báo xấu. Ôn dịch lưu hành truyền nhiễm bệnh. Như vào lúc dân quốc năm 33, ở tỉnh Hà Nam bị bệnh sốt rét sâu bọ, người Trung Quốc Phật tánh thâm sâu, cho nên đồng nam đồng nữ thấy được Phật và ma, nhưng một số người không nhận thức được, mà Đại Đức Cao Tăng cũng không muốn tài bồi những người đồng nam đồng nữ có căn lành này, cho nên chẳng có ai hiểu. Đồng nam đồng nữ đều khai mở thiên nhãn. Tại sao ở Ấn Độ có nhiều người có thiên nhãn thông? Vì người thời xưa chất phát mộc mạc, tập khí nhẹ, lý trí nhiều, dục ít, Phật tánh vốn có đều lộ ra. Mỗi một đồng nam đồng nữ đều đầy đủ căn lành. Ở tỉnh Hà Nam có nạn sâu bọ, rất là nhiều sâu bọ che phủ trời đất, ăn hết lương thực mùa màng của nông dân. Người dân không có gì để ăn, cho nên ăn những con sâu bọ đó. Ăn như thế nào? Dùng lưới bắt sâu bọ bay đến, rồi đem nấu nướng lên ăn. Nghiệp chướng của người dân thật là lợi hại. Nấu nướng lên rồi, mắt nhìn thấy sâu bọ biến thành phân, cho nên ăn không được. Từ Hà Nam đến Tây An, mỗi ngày không biết bao nhiêu là người chết ở trên đường, chẳng có vật gì ăn thì chết đói dọc đường. Đường dài 800 dặm, người chết vô số, chẳng biết là bao nhiêu người, ai ai cũng chạy trốn nạn đói. Đây là nghiệp chướng của chúng sinh. Đứa trẻ nhìn thấy trên không trung, có ông lão tóc bạc mở miệng phun ra đều là sâu bọ. Chúng từ hư không đến, ông lão tóc bạc là lão ôn dịch, là tổng quản sâu bọ. Người chết như thế nào? Người chết đói không khóc, cười một cái thì chết. Chúng ta phải chú ý tại sao con người có thứ tai nạn này. Là vì tâm người không thiện, quá ác, lãng phí lương thực quá nhiều, cho nên khiến cho bạn không có gì để ăn. Cho nên người Mỹ không sợ lãng phí lương thực. Con người có thể học trí huệ thì đầu óc sáng suốt, không thể sai lầm nhân quả. Có thứ tai nạn ôn dịch sâu bọ này phát sinh là vì làm người quá ngu si, ai ai cũng chẳng có trí huệ, ai ai cũng tranh, tham, cầu, ích kỷ, lợi mình, nói dối. Nên hình thành thứ bệnh truyền nhiễm ôn dịch lưu hành này để thu hồi những người đó. Ha ha ha,